Đỗ Mạnh Cường ẩn ý tố bị ekip ý nhi chơi trò tiểu nhân, tung loạt bằng chứng vỗ mặt dì Dung. Nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường tiếp tục gây chiến với bà trùm hoa hậu Phạm Kim Dung, ẩn ý tố bị hãm hại chơi xấu sau loạt drama công kích gà cưng ý nhi, buộc nàng hậu trả lại vương miện và màn hủy kết bạn cạch mặt căng đét trên mạng xã hội. Những ngày qua, trận chiến mạng của nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường cùng CEO chủ quản của hoa hậu ý nhi, bà Phạm Kim Dung được xem là đề tài hot hit nhất trên khắp các diễn đàn mạng xã hội. Sự việc bắt nguồn từ drama của tân Miss World Việt Nam 2023 Huỳnh Trần Ý Nhi khi làn sóng tẩy chay nàng hậu bắt đầu được công chúng đẩy lên đến đỉnh điểm. Hàng trăm nghìn người gia nhập vào group anti của Ý Nhi, con số cực kỳ khủng và chưa từng có trong tiền lệ các tân hoa hậu mới đăng quang. Theo đó, vướng vào loạt thị phi vạ miệng, tai họa đều chính từ những phát ngôn thiếu suy nghĩ của Ý Nhi mà ra, khiến nàng hậu bị công kích nặng nề. Từ việc phát ngôn nói bạn trai không xứng, chê bai bạn bè cùng trang lứa, tự cao với danh hiệu hoa hậu mà mình đã đạt được, đến cả việc ngạo mạn, tự xếp tên của bản thân trước cả những nhân vật lịch sử như Hàn Mặc Tử, Vua Quang Trung, tất cả đã khiến cho mỹ nhân sinh năm 2002 này bị phong sát trên mọi mặt trận, dường như đã không còn đường lui. Nhiều người nổi tiếng cũng nhanh chóng vào cuộc, bất đồng quan điểm với Ý Nhi và thẳng mặt chỉ trích tân hoa hậu. Trong đó, nhân vật gây xôn xao hơn cả những ngày qua đó là nam nhà thiết kế đình đám Đỗ Mạnh Cường khi anh đã có màn đăng đàn yêu cầu ban tổ chức tước vương miện của hoa hậu Ý Nhi, nêu quan điểm đầy thẳng thắn, không nể nang ai, khiến Đỗ Mạnh Cường bị phía ekip Ý Nhi, điển hình là CEO chủ quản, bà trùm hoa hậu Phạm Kim Dung tỏ thái độ ra mặt. Theo đó, ngay trong màn đăng đàn chỉ trích Ý Nhi với nội dung nếu không bị tước thì cô gái này cũng nên tự trả lại vương miện cho ban tổ chức để nhìn nhận lại những sai lầm trong phát ngôn cũng như suy nghĩ của mình trong những ngày vừa qua. Chỉ như vậy mới cứu được bản thân khỏi sự cuồng nộ của nhiều người thôi. Lập tức bà Phạm Kim Dung đã thẳng tay nhấn hủy kết bạn đến nam nhà thiết kế, tỏ thái độ cạch mặt. Nhiều người cho rằng hành động trên được xem là cú dứt tình giữa đôi bên, không còn dây dưa. Riêng về Đỗ Mạnh Cường, anh lại xem điều này là việc đáng vui, bởi anh cho biết từ trước giờ vốn đã không muốn qua lại làm việc cùng nhau. Ngay giữa thời điểm Ý Nhi bị công kích thì hàng loạt bài phốt tố Đỗ Mạnh Cường là nhà thiết kế đạo nhái, chuyên copy các mẫu thiết kế của các thương hiệu nổi tiếng để trở thành của riêng mình, bức xúc trước loạt lời nói đặt điều nhằm cố ý hãm hại mình. Đỗ Mạnh Cường mới đây cũng đã có bài viết nhằm đính chính, đồng thời là ẩn ý đã xéo đến ekip của Ý Nhi nghi bị chơi xấu khi sự việc diễn ra ngay thời điểm anh cùng dì Dung có xích mích. Cụ thể, Đỗ Mạnh Cường viết trên trang cá nhân, chịu khó tốn tiền thuê seeding, nick ảo rồi làm content bẩn chạy dữ, muốn dìm tôi đâu có dễ đâu trời, nhiều đứa muốn dìm tôi 15 năm nay còn chưa dìm nổi, làm gì có một câu chuyện mà nói hoài vậy trời, tìm đề tài mới mẻ hơn đi, khách hàng của Đỗ Mạnh Cường là những người thành đạt, văn minh và hiểu biết, nên muốn dìm tôi hả, nằm mơ đi nha mấy cưng. Chưa hết, Đỗ Mạnh Cường còn đá đều thêm đơn vị quản lý hàng chục cô hoa hậu, học theo anh mở thương hiệu thời trang, nhưng rồi phải đóng cửa sớm, buồn cười lắm, có người thấy Đỗ Mạnh Cường lúc mở xích đo thì mở ngay 30 showroom nên tưởng làm thời trang dễ lắm, cũng đú theo làm thời trang. Tưởng nhà có sẵn mấy em hoa hậu lôi ra làm PR rồi livestream chắc sẽ hot rồi kinh doanh tốt, tiếc ghê, làm hoài mà không nổi được, mở được một cái showroom thì hình như dẹp tiệm lâu rồi. Đỗ Mạnh Cường còn không ngại đăng thêm loạt bằng chứng vỗ mặt thẳng đến dì Dung, nam nhà thiết kế tung hình ảnh so sánh giữa trang phục của anh cùng thiết kế được cho là do anh đạo nhái, tất cả đều được anh ra mắt trước, kèm dưới là thời gian cụ thể để công chúng dễ dàng nhận biết. Bằng chứng quá đanh thép trên đã khiến nhiều người hưởng ứng nhiệt liệt, đồng thời cho rằng đây là gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt bà trùm hoa hậu. Hiện ồn ào đấu tố nhau giữa Đỗ Mạnh Cường cùng ekip của Ý Nhi vẫn đang diễn ra vô cùng căng thẳng. Dân tình vẫn đang mong mọi chuyện sẽ nhanh chóng được lắng xuống, không còn những thông tin tiêu cực mà netizen phải tiếp nhận trong suốt nhiều ngày qua.